Ngày đầu tiên của năm mới 2023, kính chúc quý khán giả sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Bản tin chuyển đổi số kỳ đầu tiên trong năm mới sẽ gửi đến quý khán giả những thông tin tích cực về đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Cùng với những chỉ đạo quyết liệt của chính phủ về việc xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu tạo nền tảng cho chuyển đổi số quốc gia năm 2023 với chủ đề năm dữ liệu số. Trong năm qua đã có 48 trên 63 địa phương triển khai trung tâm giám sát điều hành thông tin cấp tỉnh, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, từng bước hình thành hệ sinh thái công dân số đã kết nối, liên thông với 47 bộ ngành địa phương, tập đoàn, tổng công ty nhà nước, cấp trên 76 triệu thẻ căn cước gắn chip điện tử, đồng bộ hơn 234 triệu thông tin tiêm chủng, kích hoạt gần 2,6 triệu tài khoản định danh điện tử, xác định thông tin chính xác của gần 50 triệu thuê bao di động. Trên địa bàn tỉnh Cà Mau, ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử quốc gia VNEID đã thu nhận hồ sơ cấp định danh điện tử mức độ 2 trên 209.280 người đủ 14 tuổi trở lên. Công an tỉnh đã thực hiện cái chiến dịch 90 ngày đêm nhằm thu nhận hồ sơ căn cước công dân cấp định danh điện tử và làm sạch dữ liệu về dân cư theo cái đề án 06 của chính phủ. Thì chúng tôi đã huy động tối đa về lực lượng để phục vụ người dân. Rồi đối với những người già yếu, bệnh tật thì không thể đi lại được thì chúng tôi đến tận nhà để làm căn cước công dân. Nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ đề nghị các bộ ngành địa phương phải tăng cường nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng chuyển đổi số quốc gia trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội năm 2021-2030, tập trung hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách, tạo hành lang pháp lý thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, tăng cường kỷ luật kỷ cương, khẩn trương hoàn thiện quyết liệt triển khai kế hoạch hoạt động của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số và tổ công tác triển khai đề án 06 của chính phủ năm 2023. Năm 2023 sẽ là năm dữ liệu số Việt Nam. Theo kế hoạch, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ mở chiến dịch hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ số đi ra nước ngoài, mang tri thức công nghệ Việt Nam đi mở cõi. Theo đó, trong năm 2023, dứt khoát phải xây dựng trung tâm dữ liệu quốc gia. Đây là tài sản của quốc gia. Mục tiêu đặt ra đến quý 2 năm 2023 phải cấp được 40 triệu tài khoản định danh điện tử trên cả nước. Bộ Công an chủ trì phối hợp với các bộ ngành địa phương tiếp tục tổ chức triển khai hiệu quả đề án 06, trong đó khẩn trương hoàn thành cung cấp thẻ căn cước công dân gắn chip, mã định danh cá nhân, trình Thủ tướng ban hành chỉ thị về nội dung này. Thưa quý vị, tài khoản định danh điện tử là tập hợp gồm tên đăng nhập, chính là mã số định danh cá nhân của công dân, mật khẩu được gửi qua tin nhắn SMS cho mỗi cá nhân hoặc hình thức xác thực khác được tạo lập bởi hệ thống định danh và xác thực điện tử của Bộ Công an. Tài khoản này được quản lý và xác thực trên ứng dụng định danh điện tử quốc gia do Bộ Công an phát triển. Cách đăng ký ứng dụng VNEID theo các bước sau. Cách đăng ký ứng dụng VNEID. Đối với điện thoại iPhone, liên tải app VNEID trên App Store. Đối với hệ điều hành Android, liên tải app VNEID trên CH Play. Bước 1, chọn đăng ký để tạo tài khoản. Bước 2, nhập số điện thoại, số chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân. Bước 3, nhấp nút đăng ký để hoàn tất. Sau khi tải VNEID, tiến hành đăng ký theo các bước sau. Bước 1, chọn đăng ký để tạo tài khoản. Bước 2, nhập số điện thoại, số chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân. Bước 3, nhấp nút đăng ký để hoàn tất. Bước 4, nhập mã xác thực. OTP được gửi qua tin nhắn điện thoại. Bước 5, nhấn vào đăng nhập. Bước 6, điện thoại của bạn sẽ nhận được tin nhắn chứa mật khẩu riêng. Bước 7, đăng nhập vào ứng dụng bằng mật khẩu vừa nhận được và số chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân. Bước 8, sau khi đăng nhập, nếu bạn muốn đổi lại mật khẩu, vào cài đặt, chọn đổi mật khẩu, nhập mật khẩu mới, chọn gửi yêu cầu kích hoạt tài khoản. Người dân sau khi kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 1, mức 2 thành công có thể đăng nhập và sử dụng các chức năng tiện ích trên ứng dụng VNEID như giải quyết dịch vụ công trực tuyến, thông báo lưu trú, đăng ký thường trú, tạm trú, khai báo tạm vắng, sẽ tự điền thông tin vào các biểu mẫu đăng ký mà không phải khai báo điền thông tin nhiều lần, giúp tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí
cho các loại biểu mẫu kê khai, giảm nhiều khâu thủ tục cần giải quyết. Các tính năng nổi bật: ví giấy tờ, thông báo lưu trú, tố giác tội phạm giúp công dân có thể thay thế căn cước công dân gắn chip và các loại giấy tờ đã đăng ký tích hợp hiển thị trên ứng dụng VNEID như giấy phép lái xe, đăng ký xe, bảo hiểm y tế. Như vậy, khi người dân giao dịch hành chính sẽ giảm tối đa các loại giấy tờ mang theo, thực hiện các giao dịch tài chính như thanh toán qua đơn điện tử, nước, đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế, chuyển tiền. Hướng dẫn vừa rồi đã khép lại bản tin chuyển đổi số kỳ này của Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào bản tin kỳ sau.